Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 14 tháng 7 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Quý Dậu, tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh Kim Phong Kim ngày Quý Dậu tức chi sinh can, nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Kim Phong Kim kỵ tuổi Đinh Mão Tân Mão ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỵ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Dậu lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ thành kim cục, xung với Mão hình Dậu hại Tuất phá Tý và tuyệt Dần. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Mão Tân Mão Đinh Dậu, tuổi xung trong tháng tuổi Bính Tý Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Nguyệt Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết, sao Kính Tâm tốt đối với an táng, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Hoạt Điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao Dân Nhật thời đức tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Minh Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương hay còn gọi là sao Diệt Môn xấu ngoại việc, sao Thiên Lại xấu ngoại việc, sao Tiểu Hồng Sa xấu ngoại việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc, sao Địa Tặc xấu đối với khởi tạo an táng khởi công động thổ xuất hành, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Trùng Phục kỵ về giá thú an táng. Và đặc biệt ngày 14 tháng 7 năm 2023 tức là ngày 27 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày tam nương sát, sáu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 14 tháng 7 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhé. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng từ phá thái tuế nên gặp không ít trở ngại trong công việc của mình. Dù bạn luôn cố gắng làm tốt việc của mình nhưng lại chẳng nhận được thành tích xứng đáng. Dường như luôn có trở ngại nảy sinh nửa chừng khiến cho công việc xảy ra sai sót, công sức của bạn cũng vì thế mà lu mờ. Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh, bạn cũng nên xem lại cách làm việc của mình xem liệu có phải bạn đang tuân thủ quy định một cách cứng nhắc không. Ngày Kim sinh Thủy dự báo đời sống tình cảm có những biến chuyển tích cực, đem đến cho bạn những phút giây lãng mạn, ngọt ngào. Dường như đối với bạn trong những ngày này, quan trọng nhất là những phút ở bên người mình yêu thương. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, gặp không ít trở ngại trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, không nhận được thành tích xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc dễ có sai sót do trở ngại nửa chừng. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, chớ nên tuân thủ quy định một cách cứng nhắc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đời sống tình cảm có biến chuyển tích cực. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 82, số 12. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ, Sửu,
Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Với sự hậu thuẫn từ cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu trợ mệnh, người tuổi Sửu nhận được những cơ hội phát triển sự nghiệp đúng với nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Chính nhờ sự mạnh mẽ và quyết đoán đã giúp cho công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn rất quan trọng. Bản mệnh còn may mắn tìm được đối tác ăn ý và kết quả mang lại ngoài cả mong đợi. Hãy kiên định với mục tiêu đã chọn, con giáp này sẽ càng ngày càng gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp hơn. Nhờ cát khí vượng, vận trình tình duyên cũng được cải thiện đáng kể. Điều quan trọng là do tuổi Sửu luôn tinh tế và biết lắng nghe, động viên nửa kia của mình khi họ phải đối mặt với khó khăn. Chính vì vậy bạn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người ấy. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có cơ hội phát triển sự nghiệp đúng với nỗ lực bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, công việc có bước tiến nhờ sự quyết đoán. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, may mắn tìm được đối tác ăn ý. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, hãy kiên định với mục tiêu đã chọn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tình duyên cũng cải thiện đáng kể. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 76, số 20. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, vàng. Quý nhân phù trợ, Ý, Dậu, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, chính tài độ mệnh, người tuổi Dần có đường tài lộc cực kỳ hanh thông trong ngày hôm nay. Người làm đầu tư kinh doanh có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, mang lại cho công ty, doanh nghiệp của mình một khoản lợi khổng lồ. Nếu là người làm công ăn lương, bạn cũng có cơ hội được thưởng nóng vì những ý kiến đóng góp trước đó đang mang lại tác động tích cực cho đơn vị. Từ giờ về sau, hãy mạnh dạn và tin tưởng hơn vào khả năng của mình. Tuy nhiên, tình cảm của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Trước khi định thốt lên một lời gây tổn thương, bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử cảm nhận xem sao. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được sự tôn trọng của người khác. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nhận được khoản tiền lợi nhuận khổng lồ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, được phụ trách nhiều công việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, dũng cảm bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có thể vướng phải mâu thuẫn, xích mích với nửa kia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 98. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Bước sang ngày mới, người tuổi Mão gặp cục diện Mão Dậu tương xung, con giáp này dễ bị những lời đơm đặt, thị phi của kẻ tiểu nhân làm ảnh hưởng. Đối phương đang muốn gây bè kết phái, chia rẽ tình đoàn kết nội bộ. Sự việc này có thể ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong tương lai của con giáp này, cho nên cần phải hết sức thận trọng. Bù lại, có thực thần trợ mệnh nên tiền bạc nhờ đó mà tăng tiến, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, có người còn đạt được doanh thu vượt trội. Những người làm công ăn lương cũng hưởng lộc trời khá bất ngờ, đây chính là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau thời gian dài nỗ lực. Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh có thể sẽ phải đối mặt với những biến động trong vận trình tình cảm.
Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và làm quen với người khác phái nhưng chưa tận dụng được thời cơ để phát triển nhân duyên. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đề phòng lời đơm đặt, thị phi của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, có thể gặp tình huống nội bộ chia rẽ. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tiền bạc tăng tiến, kinh doanh buôn bán thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, người làm công ăn lương được hưởng lộc trời. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vận trình tình cảm có nhiều biến động. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 36. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh ngọc, xanh lá cây. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Cục diện Thìn Dậu lục hợp xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Thìn, nên con giáp này may mắn đón vận trình khởi sắc, nhất là đường tài lộc. Người buôn bán kinh doanh có một ngày doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ. Chính quan cũng báo hiệu công việc có dấu hiệu tiến triển. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Với năng lực và tinh thần trách nhiệm rất lớn, chắc chắn bản mệnh sẽ ngày càng đến gần hơn với cái đích mà mình mong muốn. Ngày thổ sinh kim, những người độc thân sẽ có cơ để gặp được người tâm đầu ý hợp trong ngày. Sức hấp dẫn trời phú cùng với trí tuệ vượt trội của bạn chắc chắn sẽ rất thu hút người khác giới và có thể tạo nên mối nhân duyên thú vị trong ngày đấy. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, vận trình tài lộc có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, công việc có dấu hiệu tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, người độc thân sẽ có cơ gặp người phù hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 98, số 70. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Trong ngày Dậu Tuất bán hợp như ngày hôm nay, người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin vui trong chuyện kinh doanh buôn bán. Con giáp này tìm được mối hàng tốt, các hợp đồng hợp tác suôn sẻ, lại có thêm nguồn vốn tài trợ nên không phải lo lắng gì nhiều, chỉ cần bắt tay vào làm việc là thu về lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên, dù tiền bạc dư giả, bạn cũng không nên tiêu tiền quá phóng túng như hiện tại. Lúc nào cũng ăn uống, tiệc tùng bên ngoài sẽ khiến bạn sớm rơi vào cảnh rỗng túi, chưa kể lại không tốt cho sức khỏe của mình. Về phương diện tình cảm, mọi việc vẫn chưa có nhiều tiến triển. Những ai đang độc thân phải tích cực mở rộng mối quan hệ của mình. Bạn cần chủ động, mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm, có vậy mới nhanh có người chung lối được. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, có tin vui trong chuyện kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tìm được mối hàng tốt, hợp tác suôn sẻ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có thêm nguồn vốn tài trợ, thu về nhiều lợi nhuận. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên tiêu tiền quá phóng túng như hiện tại. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, người độc thân nên mở rộng mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 65, số 27. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ,
Sửu, Thân, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới được thiên tài che chở, tuổi Ngọ được trời cho lộc, bản mệnh không cần phải lo lắng nhiều khi dù việc tay trái hay kinh doanh buôn bán đều sẽ rất thuận lợi, thu nhập tăng tiến khá nhanh. Tuy nhiên bạn vẫn phải chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm một chút chứ đừng vội vung tay quá chán. Ngày này đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh nên sắp xếp để làm những kế hoạch quan trọng trong thời điểm này bởi kết quả nhận lại sẽ rất khả quan. Tuy nhiên, hỏa khắc kim, đường tình duyên bất ổn, tình cảm hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, không có được sự ổn định như con giáp này mong muốn. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi cả hai người chưa thực sự thấu hiểu và dành tình yêu chân thành cho nhau. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, được trời cho lộc, thu nhập rủng rỉnh. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, nên chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, đường công danh sự nghiệp hanh thông. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nên tranh thủ thực hiện các kế hoạch quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình duyên bất ổn, tình cảm tan hợp hợp tan. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 19, số 73. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, vàng. Quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Thiên quan xuất hiện trong vận trình ngày thứ 6 này của người tuổi Mùi, con giáp này cần hết sức cẩn thận khi trong ngày bị hung tinh đeo bám, kẻ tiểu nhân sẽ giở trò phá hoại. Bản mệnh nên đặc biệt lưu tâm hơn nữa với các mối quan hệ hợp tác làm việc. Có thể bạn không có tâm hại người nhưng đối phương lại đang muốn chiếm đoạt lợi ích của bạn. Ngày này bạn nên tránh hành động hấp tấp, nóng vội kẻo sẽ kéo theo rất nhiều rắc rối khác nữa. Cách tốt nhất là bản mệnh luôn kiểm tra kỹ công việc của mình, làm vậy có thể giảm thiểu nguy cơ xuống mức thấp nhất. Nhờ thổ sinh kim, con giáp này có nhân duyên tốt, chẳng lo không có người yêu kẻ mến. Nhưng nếu duyên chưa tới thì cũng đừng quá sốt ruột, số phận đã an bài cả rồi. Đừng quá khắt khe với bản thân mình, cũng đừng trách móc bản thân về những chuyện không thể cưỡng cầu. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, đề phòng kẻ tiểu nhân sẽ giở trò phá hoại. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, nên lưu tâm mối quan hệ hợp tác làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, nên tránh hành động hấp tấp, nóng vội. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, kiểm tra kỹ công việc để giảm thiểu nguy cơ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, nhân duyên tốt, nhiều người yêu kẻ mến. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 16, số 75. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường, xám, nâu. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Xem tử vi ngày mới cho thấy, dường như may mắn đang mỉm cười với người tuổi Thân khi trong ngày được chính ấn che chở. Cát tinh này rất có lợi cho đường công danh của bản mệnh khi bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đường tài lộc còn nhiều thăng trầm khá khó đoán. Song con giáp này luôn có ý thức việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau, chăm chỉ, không nề hà bất cứ điều gì nên tài chính vẫn khá dư giả, đủ để bạn chi tiêu theo ý muốn. Kim khí vượng nên bạn cũng cần chú ý tới tình hình sức khỏe.
Dù bản mệnh cố gắng chăm sóc cơ thể nhưng có vẻ như tình hình vẫn chưa được cải thiện rõ rệt. Hãy lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn để tìm ra cách luyện tập và điều dưỡng phù hợp với chính mình mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có nhiều cơ hội để đạt được thành công. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có thể được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đường tài lộc nhiều thăng trầm khó đoán. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, luôn chăm chỉ gia tăng thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cần chú ý tới tình hình sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 55, số 11. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Cục diện Dậu Dậu tự hình, con giáp này đương đầu với không ít căng thẳng trong ngày. Có những việc không như ý xảy ra do sự bất cẩn của người khác và mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Tuy nhiên, bạn lại là người phải chịu trách nhiệm và phải tự mình tháo gỡ vấn đề nên khó tránh cảm giác chán nản, bức bối. Ngày này bản mệnh nên tránh những xung đột nơi công sở ngay từ đầu, đừng vì muốn thể hiện cái tôi mà để mọi việc đi quá xa, nhất là không nên tranh cãi với cấp trên. Đừng tỏ ra cố chấp và cứng đầu vào lúc này không phải là thời điểm phù hợp. Về phương diện tình cảm, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương thờ ơ với mình. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia. Nhiều bí mật quá có thể làm nảy sinh những nghi ngờ phá hủy mối quan hệ của hai bạn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đương đầu với không ít căng thẳng trong ngày. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, phải chịu trách nhiệm những việc mình không làm. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, tránh những xung đột nơi công sở ngay từ đầu. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên tranh cãi với cấp trên. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các cặp đôi yêu xa dễ hờn ghen, giận dỗi. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 62. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày mới gặp cục diện Dậu Tuất tương hại, cảnh báo nguy cơ người tuổi Tuất phải đối mặt với hung tinh, vướng tai bay vạ gió. Trong bất cứ tình huống nào bản mệnh cũng phải giữ bình tĩnh, tỉnh táo, tránh cãi vã hay va chạm với người khác thì mới tìm được cơ hội để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình. Tài lộc dù vẫn kiếm được không ít nhưng con giáp này khó giữ được trong tay. Tiền bạc đến rồi lại đi, bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn, không thể không chi tiền ra để giải quyết ổn thỏa. Lời khuyên dành cho tuổi Tuất lúc này là nên tập trung làm ăn thì sẽ tốt hơn. Bù lại, nhờ ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của Tuất có nhiều điểm sáng. Tình yêu của các cặp đôi đang đi vào giai đoạn đẹp nhất. Đôi bên đã hiểu nhau hơn và ai cũng biết cách để nhường nhịn nửa kia, giữ mối quan hệ bền vững. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, đối mặt với hung tinh, vướng tai bay vạ gió. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên giữ bình tĩnh, tỉnh táo, tránh cãi vã. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tiền kiếm được nhưng khó giữ trong tay. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn phải chi tiền. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình yêu của các cặp đôi rất tốt đẹp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao.
con số may mắn, số 17, số 89. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, xám. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 14 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Kim sinh thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia rất yên ấm. Bạn luôn lắng nghe ý kiến của người ấy trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, nhờ vậy mà vợ chồng ít mâu thuẫn, bất đồng, nửa kia cũng luôn cảm thấy mình được tôn trọng. Nếu còn độc thân, nhân duyên khác giới của bạn đang khá vượng. Bản mệnh nên nhiệt tình tham gia vào những buổi tụ tập, giao lưu, rất có thể bạn sẽ tìm ra được người phù hợp với mình ở đó. Đồng thời, nếu phải lòng ai, bạn cũng nên chủ động bắt chuyện. Tuy nhiên, thương quan lại cho thấy bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Những khó khăn ở thời điểm hiện tại có thể khiến bạn muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng rút lui chẳng bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, luôn lắng nghe ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, nhân duyên vượng nên chủ động bắt chuyện với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, gặp phải nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, không nên nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy đối diện với vấn đề và tìm ra cách giải quyết. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 77, số 24. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.